Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Lời Xem Anime. Ban đầu tôi cũng định dùng giọng thật, nhưng do có nhiều người bảo đéo cần nên tôi dỗi, chứ không phải do tôi lười. Thế là thôi, giờ chúng ta sẽ đến với bộ phim Sát Thủ Chuyển Sinh Thành Quý Tộc Ở Thế Giới Khác. Nhân vật chính của chúng ta là một lão già mang danh đệ nhất sát thủ. Sau nhiều năm trung thành làm việc cho tổ chức thì cấp trên quyết định tặng cho ông một cặp vé máy bay, bay thẳng xuống suối vàng. Cứ tưởng đây là cái kết cho cuộc đời nhuốm máu, nhưng nữ thần triệu hồi ông tới và cho ông hai lựa chọn. Một là đầu thai, hai là chuyển sinh sang thế giới khác và hoàn thành ủy thác của cô ta. Lão già nghe phát là biết việc ngay, hỏi xem nữ thần muốn ám sát thằng nào. Nữ thần trao cho ông kiến thức về thế giới ông sắp tới, mục tiêu là giết người mang danh dũng sĩ. Theo cốt truyện thì dũng sĩ sẽ đánh bại ma vương lập harem các thứ, nhưng vì sức mạnh của dũng sĩ quá lớn nên chỉ 2 năm sau thế giới đó toang. Nữ thần đã từng triệu hồi rất nhiều người để ngăn chặn điều đó, từ đệ nhất kiếm sĩ, giáo viên thể dục cho tới top 1 rapper, sao không gọi dích choi, có khi dũng sĩ ù tai mà chết. Nói chung là sau rất nhiều thí sinh bị loại mới tới lượt đệ nhất sát thủ, nữ thần cho ông chọn 5 kỹ năng từ phèn đến hiếm. Tạo nhân vật lâu vào lờ nên tí tôi sẽ nhắc tới mấy cái kỹ năng sau. Trên đường tới thế giới mới, lão sát thủ thề lần này sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc với ý chí của mình. Chuyển sinh thành công, tại đây ông được đặt tên là Luke, con trai của một gia đình quý tộc mà về cơ bản là Pike, bên ngoài support bên trong sát thủ, nghe đâu người anh trai ra đời trước lúc cũng vì đó mà chết, đẻ con khôn mắt lồi, mắt lòng rười rượi. Năm lên 7 lúc đã biết đi săn, tự nấu những bữa ăn bồi bổ thể chất, hơn nữa cậu còn có những buổi luyện tập cùng cha. Chẳng mấy chốc lúc đã đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc phẫu thuật cấy ma nhãn của gia tộc, nhờ sở hữu kỹ năng siêu hồi phục mà lúc dễ dàng vượt qua. Mắt cậu giờ như cái sở cốc 8X và có thể nhìn thấy ma lực. Nhắc tới ma lực, cha cậu đã tìm ra một người đủ giỏi để dạy lúc ma pháp. Đây là Dia Vigone, một trong năm pháp sư hàng đầu vương quốc láng giềng. Dia nhanh chóng phát hiện lúc có nguồn ma lực khổng lồ và dùng được mọi thuộc tính. Cô thực hiện lần chuyển hóa ma lực đầu tiên cho cậu. Mất trinh dưới tư cách pháp sư, trong đầu lúc bắt đầu hiện lên các thuật thức ma pháp, nó chính là những phép cậu đã học được. Về cơ bản trong thế giới này dùng càng nhiều ma lực học được càng nhiều ma pháp, và ai cũng tin rằng chỉ sử dụng được những ma pháp hiện ra trong đầu mình. Lúc phát hiện ra lỗi, nó chính xác là lỗi chứ đéo phải tính năng, hóa ra chỉ cần viết những thuật thức ra giấy thì ai cũng có thể sử dụng. Thậm chí nhờ một kỹ năng nữ thần ban cho mà lúc có thể tạo ra phép thuật mới, cậu chế tạo được cả súng với đại pháo bằng ma pháp. Sau 2 tuần dạy học quấn quýt từ sáng đến đêm, Dia sắp phải chia tay lúc, tặng quà cho nhau. Hai người ngoắc tay hẹn ngày tái ngộ. Ngày hôm sau lúc được cha mình dẫn tới nhà tù, không phải để thăm anh Bảnh mà để dặn rằng gia tộc này sinh ra vì sự phồn vinh của đất nước, lúc phải giết và chỉ được giết những đối tượng gây hại. Cậu được dẫn tới chỗ một phạm nhân mang tội danh cướp của giết người, dù khóc lóc van xin cũng không có tác dụng. Lúc mất trinh dưới tư cách sát thủ, năm lên 10 tuổi, cậu nhận ra mình cần một phụ tá, tốt nhất là không phải quý tộc và có sở hữu ma lực. Trong một chuyến đi săn, lúc bắt gặp một cô gái đang bị đàn sói bao vây, lấy thịt sói nấu cháo mời cô bé gầy gò. Lúc hỏi ra mới biết cô bị gia đình bỏ rơi cho đỡ tốn miệng ăn. Nhận thấy cô nhóc có tiềm năng, lúc chốt đơn và tung một câu xanh dờn, anh rất cần em, phụ tá cộng 1. 2 năm sau, cô bé ốm yếu hôm nào giờ trông hơi thừa cân, tôi sẽ gọi cô là Bưởi. Bưởi cũng được lúc rèn luyện cho kỹ năng ám sát với sở trường là sử dụng thương. Để cho rõ thì dùng thương gặp không biến bạn thành sát thủ, nó biến bạn thành siêu nhân khủng long. Tại thế giới này 12 tuổi đã được coi là trưởng thành, cha của lúc muốn thử xem sức mạnh thằng con trai mình tới đâu. Đêm hôm đó hai cha con có cuộc tâm sự bằng dao trong rừng. Nhờ kinh nghiệm thực chiến có từ thế giới trước cùng sức mạnh nữ thần ban cho, lúc thành công bật được ông già. Sau khi để thua thằng con, cha của lúc cho cậu tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế phiên bản có người chết. Công việc ám sát không phải lúc nào cũng thuận lợi, vậy nên mỗi sát thủ cần có một vỏ bọc. Trong 2 năm tới lúc sẽ phải rời nhà tập làm thương nhân. Tiệc chia tay được tổ chức, họ hàng hăng hốc tới chung vui, nhưng có một ông anh không vui khi nghe tin lúc sẽ trở thành lãnh chúa kế nhiệm. Vừa rồi thách đấu đã thấy dao kề cổ, vẫn không phục, ông anh được lúc tặng thêm cho khóa cai thẩm du cấp tốc. Tạm biệt cha mẹ, lúc sơn lại màu tóc để bắt đầu cuộc sống mới dưới thân phận thương nhân. Ở thành phố lúc sắp tới, chúng ta có cô bé Maha, người cầm đầu một hội chị em vô gia cư hành nghề hướng dẫn viên du lịch. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, nhưng không đãi kẻ mồ côi nên Maha cùng hội chị em bị bắt tới cô nhi viện. Nơi này thực ra lại là cái trại bóc lột sức lao động kiêm động phò. Các cô gái lần lượt bị lôi đi tiếp khách, có người tuyệt vọng còn tự rạch mặt mình để không bị gọi tên. Chỉ có Maha là được lão viện trưởng giữ gìn với mục đích bán cho đám nhà giàu với giá cao. Nghe tin trinh tiết của mình đã được chốt bán cho một tên tử tước, Maha vừa lần trước cản cô bạn rạch mặt giờ tay lăm lăm sẵn cây liềm. May mà lúc tới cản kịp, cậu tới đây vì muốn tìm người về phụ việc. Trả tiền để mua Maha, lão viện trưởng hẹn 3 ngày nữa sẽ giao người vì vẫn còn kèo bán trinh cho tên tử tước, không chấp nhận bị vấy bẩn. Maha cố tẩu thoát nhưng không thành, lúc trước đó đã nhận ra ánh mắt của Maha nên dình sẵn, cậu cho cả lão viện trưởng lẫn tên tử tước một vé vào nhà giam. Maha thì đi theo lúc dưới danh nghĩa em gái. 6 tháng kể từ khi lúc tập làm thương nhân, chủ thương hội giao luôn cửa tiệm cho cậu vì nhìn vào đôi mắt ấy, lão biết cậu sẽ làm được gì đó. Tôi chả thấy gì ngoài cặp mắt lác. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, lúc quyết định bán kem trộn, thuê hội chị em của Maha về làm việc tại cửa tiệm. Việc kinh doanh thuận lợi kéo theo những kẻ nhắm tới công thức, các thương hội đối địch cử sát thủ tới tìm lúc và mỗi lần như vậy cái DA của bời lại tăng. Trong những ngày tháng sống ở đây, thỉnh thoảng lúc sẽ để hai cô gái ở nhà còn mình thì bay tới chơi với vợ cả Dia. 2 năm trôi qua,
giờ Maha đã trở thành phó quản lý kiêm luôn bảo kê khu này. Biết Maha vốn từng là con gái của một chủ thương hội có tiếng, lúc để công việc buôn bán lại cho cô, còn mình thì cùng bưởi trở về nhà. Khen thằng con làm ăn phát đạt, bố của lúc tiết lộ từ đầu đã muốn hướng cho cậu một lối đi khác, giờ cậu có thể chọn làm một quý tộc sát thủ hoặc một thương nhân bình thường đều được. Sau khi nghe ông già giải thích 7749 lý do vì sao nghề này nó bạc thì lúc vẫn kiên quyết chọn làm sát thủ, vì đất nước ư, đéo, vì cậu muốn cưới đi à, mà phải là quý tộc thì mới được kết hôn với quý tộc, đáp ứng mong muốn của con trai. Cha của Lúc giao cho cậu nhiệm vụ đầu tiên, ám sát một tên bá tước chuyên bán bí mật quốc gia để mua ma túy sẽ được hắn bán lại cho người dân để làm giàu. Sau khi xác minh chính xác tội danh, Lúc nhờ mối quan hệ thương nhân đường đường chính chính tới bữa tiệc của lão ta, điều tra ra việc hắn có thói quen thưởng rượu ngắm trăng. Tới buổi đêm, chờ cho tên bá tước đi ra ngoài ban công, Lúc bắn một viên duy nhất cho lão xuống nhậu với Diêm Vương. Chưa kịp tắt sờ cốp đã thấy bà vợ bò tới ôm xác chồng, điều đó khiến Lúc giật mình, nếu hiểu sao 12 giờ đêm rồi mà vẫn còn trang điểm. Vài ngày sau, Lúc nghe tin đất nước láng giềng đang xảy ra nội chiến, gia tộc Phi Cô nên được triều đình chọn để đàn áp quân phản loạn, quan trọng là quân phản loạn được cầm đầu bởi Chu Len, một kẻ rất mạnh và có khả năng chính là dũng sĩ. Nghe vậy Lúc liền tới đề xuất đưa Dia đi lánh nạn, tuy nhiên vì uy nghiêm gia tộc nên cô từ chối. Các lại âu lo của Miu Lê, Dia dẫn Lúc xuống phố dạo chơi, dù cậu đi tắm tiên và chuyện gì đến cũng đến, chụt chụt, đây là nụ hôn từ biệt cô dành cho cậu. Ngay khi trở về nhà, Lúc nghe tin gia tộc Phi Cô đã bại trận, Dia được cả đi với mong muốn dừng cuộc chiến, nhưng người dân không nghe quyết giữ cô lại, thế này thì cuộc tàn sát sẽ diễn ra. Bố của Dia đã giao nhiệm vụ giả vờ ám sát cô để mọi việc không đi quá xa. Truyền thống Sim ăn từ trong máu, hóa ra mẹ của Lúc cũng là người nhà Phi Cô nên bố Lúc chấp nhận giúp đỡ, bảo thằng con đi cứu vợ. Thời gian cực kỳ gấp rút, bởi sử dụng toàn bộ ma lực mình có, lấy ngược cản gió tạo đà đưa Lúc tới chỗ Dia. Lúc tới nơi khi quân địch đã bao vây lãnh địa nhà Phi Cô sử dụng súng đạn, Lúc đánh tan đội hình địch, tạo điều kiện cho binh lính Phi Cô phản công. Nhân cơ hội Lúc đột nhập vào gặp Dia, chào hỏi bố vợ mấy câu, cậu đang định dựng cái chết giả cho cô thì Chu Len tới cùng với quả thần khi bố đời, hắn một chiêu hủy diệt chiến trường, đánh vỡ cả biệt thự nhà Phi Cô. Nhận thấy nguy hiểm, Lúc kiến tạo đại pháo bắn một quả chính diện vào Chu Len, bất ngờ là hắn không chết. Lúc tin chắc đây chính là dũng sĩ, đáng ra thì phải đợi hắn tiêu diệt ma vương, nhưng thôi chắc nữ thần đếch biết đâu. Lúc ra giữa chiến trường gạ kèo solo với Chu Len, tìm đủ mọi cách để câu giờ, cậu tung đồng xu ra hiệu bắt đầu trận chiến. Ngay khi đồng xu chạm đất, một quả tên lửa rơi thẳng đầu Chu Len và thổi bay mọi thứ xung quanh. Thực ra đó chỉ là một cây thương được Lúc đảo ngược trọng lực ném ra ngoài khí quyển. Đây là phương thức ám sát Lúc đã nghĩ ra để tiêu diệt dũng sĩ. Phù nổ quét sạch quân địch, nhiệm vụ giả vờ ám sát Dia thất bại một cách thành công. Kết thúc trận chiến, gia tộc Phi Cô nên đổi tên thành Vinata 3 rồi rời khỏi vùng đất này. Dia trở về nhà sống chung với Lúc dưới danh phận em gái. Cuối phim ta biết Chu Len không phải dũng sĩ, đây mới là dũng sĩ. Nhân tiện thì trong video này tôi có giấu một bức ảnh vô cùng đặc biệt. Ai tìm thấy có thể chọn anime tiếp theo. Đương nhiên khó quá thì tôi vẫn sủi. Lưới chào và hẹn gặp lại.